Xin chào quý vị, các anh chị cùng toàn thể quý khách hàng đã đến với kênh YouTube Mua Bán Xe của em. Em là Phạm Thương. Hôm nay bên em vừa mới về một chiếc Porsche Cayenne phiên bản 3.6, cực kỳ đẹp và cũng là phiên bản đủ nhất full option của 3.6. Xe thì được đăng ký 2011, sản xuất và đăng ký 2011 tên cá nhân, một chủ sử dụng từ đầu. Biển số Hà Nội. Đây biển số đây ạ. Cũng trông cũng nhìn thì khá là ưa mắt. Em mời mọi người cùng đi một vòng xung quanh chiếc Porsche Cayenne này nhá. Đánh giá sơ qua một chút về chất lượng xe. Xe thì về chất lượng thì em nghĩ là mọi người hoàn toàn yên tâm. Tại vì tất cả những cái mẫu xe mà bên em bán ra và mua vào đều đã được kiểm tra và test rất là kỹ trước khi mang về salon. Tất cả các hạng mục, thân vỏ, máy móc, khung sườn, gầm bệ đấy, hoàn toàn yên tâm. Những khách cũ thì em không phải nói điều đấy rồi. Bây giờ thì các anh chị quan tâm đến những chiếc xe mà Tuấn Kiệt Auto bán ra ấy, thì em xin nhắc lại là như vậy. Em mời mọi người cùng đi xem chiếc Porsche này nhé. Cayenne thì cái form dáng của nó thì nó rất là ít thay đổi, nên là nó không bị lỗi mốt, mà nó là một cái dòng thể thao. Porsche nó là dòng xe thể thao rồi, rất là đẹp, mạnh mẽ, khỏe khoắn. Con này thì chủ trước sử dụng rất là ít và giữ gìn. Nó chạy được 60.000 km thôi. Từ năm 2011 đấy ạ, đến bây giờ 60.000 km, rất là mới. Thậm chí sơn zin còn lên đến khoảng tầm 90% luôn. Xe này thì em về em chỉ đánh bóng qua lại cái vỏ thôi là đã đẹp như này rồi. Em không phải sơn xi gì cả. Một dàn lốp mới luôn ạ. Xe vừa mới thay một dàn lốp, rất là tiện. Một dàn lốp mít. Cái dàn lốp này nếu mà mọi người mua những cái xe cũ mà lốp nó mòn rồi ấy, về thay một dàn lốp thì đã mất khoảng tầm 30 triệu rồi. Nên là đỡ được cái nào thì hay cái đấy thôi. Rất là thể thao đúng không ạ? Bô kép này, hai bô này. Đèn sau công nghệ LED, rất đẹp. Cốp chỉnh điện nhé mọi người nhé. Đem cho mọi người xem này, keo chỉ này, keo chỉ ở cốp sau này, zin đét luôn. Ốc ác chưa một vết tháo vết mở gì. Nỉ còn rất mới. Ngoại thất thì không thể chê được rồi. Không thể chê được. Và thậm chí với những cái xe mà sản xuất 2011 như này thì còn phải khen. Khen không hết lời ấy, vì nó quá đẹp. Em nghĩ là không có, ít, rất hiếm những chiếc xe 2011 mà còn đẹp được như thế này lắm. Nội thất màu kem ạ. Màu kem thì là cái màu chủ đạo rồi. Và em nghĩ là cái màu đẹp nhất, cái màu đẹp nhất của Porsche Cayenne. Thực ra màu thì mỗi người thích một màu thôi, nhưng mà bọn em gặp rất nhiều khách rồi thì đa số khách hàng sẽ lựa chọn cái màu kem này. Sẽ lựa chọn cái màu kem này cho Porsche Cayenne. Bản đủ thì nó phải có cửa sổ trời to, cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Rất hiếm những chiếc 2011 bản Cayenne 3.6 mà có sửa cửa sổ trời panorama lắm á. Đa phần những cái bản
GTS thì có, nhưng mà GTS thì nó đắt hơn rất nhiều. Và loa Bose nữa. Ghế này là ghế nguyên bản theo xe đấy ạ. Tất nhiên là nguyên bản theo xe. Ghế của Porsche thì đi không biết bao giờ cho nó hỏng. Tất cả là bọc da nắp bàn cao cấp hết. Thiết kế của Porsche thì nó rất là thể thao, tay nắm thể thao này. Đấy, các cái phím bấm nó thiết kế cực kỳ là tiện luôn, giống như ở trong một cái cabin của gọi là một cái chuyên cơ ấy, một cái máy bay ấy. Hệ thống điều hòa ở phía dưới này, chúng ta có thể lựa chọn chế độ lái sport hoặc các cái chế độ lái ở đây. Hệ thống hỗ trợ đổ đèo, rất nhiều công nghệ tiện ích. Vô lăng thì cũng được tích hợp. Các bạn đủ phải có vô lăng tích hợp nhé quý anh chị nhé. 21 rất ít luôn. Đấy, điều khiển đa phương tiện lấy chuyển số trên vô lăng này. Cực kỳ ít. Phanh tay điện tử, đèn auto. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các anh chị đã theo dõi video của em. Mọi người có muốn quan tâm đến chiếc xe này, hãy đến trực tiếp 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc liên hệ đến số điện thoại hotline đang hiển thị ở trên màn hình. Em sẽ tư vấn kỹ hơn cho quý vị và các anh chị về chiếc Cayenne 3.6 2011 này. Bên em thì hỗ trợ test xe, kiểm tra xe, hỗ trợ trả góp 70-75% giá trị xe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Kính chúc quý vị và các anh chị có thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn.